gì vậy? Cái này là bánh tráng chỗ bà bánh tráng mà bà đó có. Ôi, nó lấy bánh tráng chị. Bà đó có quen con á, bà đó cho con hai bịch bánh tráng. Bịch này là con mua. Bịch này con để dành cho chú Huy á. Ôi, tặng chú Huy hả? Dạ. Trời ơi, chưa đi nó có quà chứ anh chị. Gửi chú Huy cảm ơn nha. Dạ. Rồi. Trời ơi, ôi quá phát con đôi hển. Trời ơi. Ủa mới thức. Ủa mới thức luôn hả? Dạ. Rồi. Dạ rồi, xin được mến chào quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân đang xem kênh YouTube của Huy Khển. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay là một ngày khá ý nghĩa đó cô chú anh chị. Huy và bé Thịnh sẽ làm một chuyến thiện nguyện tại tỉnh Bến Tre nha chú anh chị. Sao vậy? Điện thoại cho ai? Nếu tôi biết thật điện thoại cho ai? Hả? Quên gì vậy? Lấy áo khoác con hả Thịnh? Đâu lấy gì chú Huy lấy cho. Cái gì vậy? Cái này là bánh tráng chỗ bà bánh tráng mà bà đó có. Ôi nó lấy bánh tráng chị. Bà đó có quen con á, bà đó cho con hai bịch bánh tráng. Bịch này là con mua. Bịch này con để dành cho chú Huy á. Ôi tặng chú Huy hả? Dạ. Trời ơi chưa đi nó có quà chứ anh chị. Gửi chú Huy cảm ơn nha. Dạ. Rồi. Ôi gì đi tới chỗ hay lấy áo khoác ha. Tại mình chú Huy có thuê xe á. Có đi xe hơi ha. Dạ. Rồi vậy chú Huy cầm cho. Vậy con bye bye mẹ đi. Bye bye mẹ. Đúng rồi. Rồi con bye bye, bye bye mẹ mình đi nè. À, trời ơi. Con lo. Con. À. Rồi vậy em với bé Thịnh đi vậy lên. Đi sớm gì sớm nè. Thưa mẹ không? Thưa mẹ. Con đi. Đi Bến Tre. Dạ rồi, mời quý chú anh chị cùng đi theo Huy với bé Thịnh nha. Con ngồi hàng trước nha. Con ngồi sau với chú Huy nha. Chú Huy con ngồi hàng trước đi. Bữa nay chú cháu mình làm chuyến thiện nguyện. Con ngồi sau chú Huy mới được. Đây nè. Chú Huy. Dạ con ngồi kế cửa em, chú Huy vô ngồi trong ha. Con ngồi ở trên được không? Con ngồi đây nè. Chỗ trên. Con lên đây nè. Chú Huy. Con ngồi trước rồi sau chú Huy phiên vây con được. Vậy rồi, bé Thịnh, con có từng được đi chơi chưa Thịnh? Dạ chưa. Chưa hả? Trời ơi, bữa nay đi còn lấy điện thoại đi nữa. Điện thoại được chơi. Điện thoại được chơi mới mua, ai mua cho con Thịnh? Chú Huy. Chú Huy hả? Mua hồi nào ta? Dạ. Chú Huy mua cho con ở ngay chỗ chú Huy chở con đi đó mà. Có đủ chợ hả? À, khu du lịch sinh thái phải không? Dạ. Hồi nào ta hôm qua hả? Dạ. Trời ơi, đi chơi vui không? Chơi vui. Nè, con thấy em không nè Thịnh? Dạ thấy. Thích em không? Dạ, thưa chú anh chị, thì hôm nay sẵn cũng như là còn dịp lễ chú anh chị. Huy có đưa bé ở nhà đi theo Huy luôn. Thì xong công việc á thì Huy và bé Thịnh với bé ở nhà sẽ ghé. Bữa kia con hỏi mẹ con á là tới ngày lễ qua ngày lễ có còn ngày lễ không? Mẹ con có trả lời. Thì sao chú đợi chú Huy nói chuyện xong rồi con hay nói nha. Dạ. Trời ơi chú anh chị, cho cha đội nón. Hay nào, được chưa? Hôm nay sẵn dẫn bé chuột ở nhà kêu là bé chuột chứ anh chị dẫn đi xong công việc á thì chú Huy đó hồi nãy chú Huy mới nói mà chú Huy mới nói để chú Huy nói chuyện xong rồi con mới xin phép nói chuyện nha. Dạ. Đó sẵn rồi chú cháu mình đi quay hoàn cảnh xong rồi mới đi khu du lịch chơi ha. Dạ. Đó. Ủa chú Huy con nhớ là con đi khu du lịch nào mà này khu du lịch của tỉnh khác của tỉnh Bến Tre đâu phải của Tây Vinh mình. Cho con kêu anh đây. Cho con kêu anh đây. Anh anh kìa em kêu con nè, con không nhìn em hết. Em kêu anh nãy đó không nghe hả? Hả? Em kêu anh hồi nãy kìa, kêu con hồi nãy á. Bé Thịnh như không khoái thích em bé ta phải không? Có thích em không? Con thích em con mà con mà em con lớn lên là em con quậy giống con. Con quậy cỡ con không? Hả? Quậy có bé Thịnh không? Đúng quậy. Đúng quậy hả? Con quậy
phải cấp độ 9, con quậy cấp độ 2 à. Trời ơi, phải không à. Cái chú Huy thấy bé Thịnh quậy lắm á. Rồi con mở nhạc cho cô chú nghe cái gì á. Rồi hôm qua đi khu du lịch á, chú anh chị mua được cái điện thoại nè. Bữa nay cũng sắp theo nữa nè. Rồi sáng con ăn gì vậy Thịnh? Dạ con ăn mì. Người ăn mì nữa hả? Không phải, mì khô. Mì khô hả? Ủa sao con không ăn hủ tiếu Thịnh? Hủ tiếu bánh canh này kia sao không? Dạ, con không biết ăn bánh canh hay hủ tiếu. Con không biết, con phải tập chứ. Con ăn mì hoài nóng lắm á nha. Để chú Huy nói với mẹ nha. Dạ. Ăn mì hoài nóng lắm á. Chú Huy lắng nghe có chết vậy. Ngồi lắng nghe. Ồ. Lạnh hả? Lạnh rồi, lạnh luôn. Nên đi quay cái nào tí cái thiệt. Anh lật mai con đi kia đó. Muốn đặt chung quay luôn anh á. Mà chú Huy. Sao con? Chú Huy chơi xe này là mấy ngàn vậy? Mấy ngàn hả? Rồi chú đó lấy có 500 đồng hả? 500 là mắc lắm á. À, chú Chiến. Con quen không? Con quen chú không? Đó. À, quen cái gì? Ừ. Quen cái gì hả? Gần gần nhà trọ con đó. Dạ. Ừ, tiền của chú gần nhà trọ con á. Chữ con chú Huy với... Chứ con vô siêu thị chơi với nhau à. À, là con muốn chú Huy chở bé chuột với con đi chơi hả? Dạ. À, vô được. Siêu thị chơi á. Được. Khoái lắm á, bé chuột khoái đi chơi lắm á. Thấy không, nãy giờ nghe con nói chuyện cái bé chuột ngồi nghe kìa. Chứ nãy giờ bé chuột nói quá trời luôn á. Nó than rồi đó. Than dài á chính chị. Kìa, anh cho con chơi kìa. Con mượn anh chơi đi. À, chuột. À. Cầm ngựa coi, khói cầm. Đó, cầm vậy nè. Khói em chứ anh chị. Rồi con bấm rồi. Bấm vô mấy cái nút nghe. Ôi chỗ alo coi. Alo. Alo con để vô lỗ tai nè. Alo. Alo. Bấm vô cái này mới là alo. Đó. Chú Huy. Dạ. Tối con nghe nhạc ở trên đây một chút coi. Cái điện thoại nó ghim lên không? Trời. Là nó đổ chuông á. À vậy hả? Cái tối con chưa kịp ngủ luôn. Ồ, người đổ chuông rồi sao con ngủ rồi Thịnh? Con thức tới trời gần sắp sáng á rồi con ngủ rồi một chút. À. Đây cái chú anh chị, tại hồi sáng không biết được quý cô nào cho bánh tráng á. Cho con hai bịch hả? Dạ. Rồi con đem theo cho chú Huy một bịch hả? Dạ. Trời ơi. Sợ chú Huy đói gì Thịnh? Thịnh? Không phải. Ừ? Còn cái này á là con cho chú Huy á. Ừ. Chú Huy. Con ơi được không? Đó, cho chú Huy hả? Rồi dạ. Chú Huy cảm ơn nha. Dạ. Để gì chú Huy mới ăn nha. Dạ. Ừ. Có gì á thì con với chú Huy ăn được. Ừ, rồi vậy để đi tới chỗ thì con với chú Huy với con ăn ha. Dạ. Đó con coi cảnh vậy Thịnh. Nãy giờ con chưa từng đi xe đâu không? Dạ. Ừ, vậy con coi cảnh đi. Lâu rồi con chưa có thấy đường này. Ừ. Con chắc chưa từng được đi xa đó Thịnh. Dạ. Nay sẵn đây chú Huy dẫn con đi chơi luôn ha. Dạ. Nhưng mà về phải ngoan nha. Dạ. Không ngoan là chú Huy dẫn con luôn á. Ủa chú Huy. Ừ. Con đi mấy ngày vậy rồi con mới về vậy? Đâu có, mình đi về trong ngày mà con. Tại ngày mai chú Huy còn đi làm nữa mà. Cảnh đẹp không Thịnh? Đẹp. Con giới thiệu ông bà coi chú đi. Dí mà đường này con chưa có quen. À. Nhìn đường này lạ lạ lắm. Ừ. Đường này trong tỉnh Trà Vinh mình đó con. Nhưng mà ông bà coi chú về Trà Vinh chơi đi. Cảnh nhưng đẹp mà không? Ông bà coi chú về tỉnh Trà Vinh chơi. À, về đây bé Thịnh là làm hướng dẫn viên du lịch cho ha. Dạ mà con nhìn đường này lạ lạ lắm. Nhìn đường này lạ lạ hả? Ngày hình như con chưa đi á. Đúng rồi, con chưa từng được đi xa đâu. Sao con biết đường này được không? Dạ. Ừ. Chừng nào vừa... con đi lâu đường này á con mới biết. Ừ, vừa nhóc luôn hả Thịnh? Dạ. Cái vừa nhóc luôn kìa. Dạ. Thank you.
Cây cầu. Cây cầu hả? Dạ. Trời, con thích thích khoái ngồi xe hay không? Thích. Em thích. Chú ơi, à, cái này là mình làm. Thôi con đừng mở nha Thịnh. Con mở, chừng mở cái cửa ra con đừng mở nha. Ủa chú ơi, chừng nào mình tới nơi rồi mình gạt cái này ra là mở hả? Đúng rồi. Nhưng mà xe taxi kia con còn không nhớ. Nhớ mà chú ơi. Ê chú nghe nè. Quán, chỗ quán nước mà có clip của người mà clip chú Kim á, là có mấy người khác á, là lại quay con với người chọc. Người đi xe du lịch đó con còn không nhớ cách mở chiếc xe du lịch đó nữa. Rồi chọc, con coi mà chú gì chọc. À con ngạc coi. Mi gió hả? Chọc mi gió hả? Chú con cũng mang dài giống em. Ủa sao vậy? Trung Bắc hả? Ôi mi gió tới Trung Bắc kìa. Thịnh, em mi gió tới Trung Bắc luôn kìa. Con ngồi xích chút. Đâu rồi, coi được số 33 rồi. Rồi số 33 nè. À. Con để bánh tráng ở đây nha. Sao tự nhiên xuống dưới ngồi với ông? Lên trên này ngồi. Không, con lấy bánh tráng bỏ vô đây. Bỏ vô đấy coi. Đó, có anh, gì tới nơi thì lấy ra rồi. Cho mượn cái điện thoại à. Thôi alo coi, alo. Alo, ba ơi. Quạt, con quạt. Xong chưa Thịnh? Chưa. Rồi. Xích vô, ngồi xích vô. Đang coi. Trời ơi. Chú ơi, con đứng coi được mà. Coi ở trên gì? Ôi, con thấy coi tre Thịnh. Ủa chú ơi, xe đó kè. Xe gì vậy? À. Cái xe bên xe đây đó là người ta đang làm đường đó con. Ủa xe đó xe gì? Xe bên đây nè. Xe cẩu, xe cần cẩu. Ủa là cái chiếc xe mà có cần đúng rồi, cần cao lên để rồi. Móc rồi máng lên hả? Đúng rồi, cái xe có cần dài á. Ủa mà cái đó cao lắm hả? Ừ, cao lắm. Đem đủ thứ đồ. Trời ơi, đủ thứ đồ luôn hả? À. Đâu rồi, con giới thiệu cô chú bên đây con đem về, con xách lên đây nè. Xách lên đây ngồi đây chú mới thấy. Xin lắm. Đó, con giới thiệu của chú hôm nay con lấy đồ gì theo nè. Áo khoác khỉ. Trời ơi, áo khoác khỉ luôn. Đâu rồi chú đi chậm cho. Đúng như đây. Đó. Chơi gì, trong này có gì? Đồ của con. Ồ, rồi cái bình nước của con đó Thịnh. Dạ, con quên bình nước. Trời ơi, hồi tối chú alo kêu mẹ lấy bình nước theo mẹ. Mà từ đây tới Bến Tre cũng gần đó chú anh chị. Để chút nữa ghé chỗ nào mua nước ha. Dạ. Tối chú dặn mẹ con rồi, kêu mẹ con lấy bình nước theo mà. Để em khoái rồi kìa. Con cho em mượn chơi em khoái rồi kìa. Con thức lâu chưa Thịnh? Dạ. Con thức lâu chưa? À, thức lâu rồi. Lâu rồi hả? À. Tối em có quậy không? Không có. À, vậy là tối ngủ ngon lắm không? Dạ. Mà cái điện thoại thì con để trên thùng gạo, nó kêu sầm hết trơn luôn. À, là hình con lăn qua lăn lại rồi lăn té xuống niệm luôn. Ồ, dạ, lăn té xuống niệm luôn à. Mấy bữa mà chú ơi để cái cửa, để cái tủ kiến vậy đó, thì con có lăn được. Ừ, không biết sao không, để cái tủ kiến vậy thì vẫn được, nhưng mà ông bà có chú sợ con đạp ngã cái tủ á, không biết không? Dạ. Sợ con khóa rồi con đạp ngã tủ á. Cái gì mới cho để vô sát tường đó. Coi em nhìn con ngoài Thịnh. Rồi cho alo coi, con bấm alo cho. Bấm rồi. Đó. Em biết xài kìa Thịnh. Chú ơi. Con tính ngồi ở đằng trước đó. Sao con ngồi trước rồi sao chứ không ram em quay mình được. Sao quay hai chú cháu mình được. Đúng không? Để con ngồi đây con vẫn nhìn thấy đường mà. Đúng không? Vẫn nhìn thấy cảnh bình thường mà, ha. Dạ. Là con muốn lên ngồi lái đúng không? Ngồi lái chung chú Huy cho chú Chiến ra cho con lên ngồi lái luôn, chịu không? Dạ rồi. Con chỉ muốn ngồi ở đằng trước để con coi.
Nè con coi mến không đi. Mến không được nè. Bữa nay chú cháu mình đi làm thiện nguyện xa hơn Thành. Dạ. Nay mình ra khỏi tỉnh luôn, mình đi xa luôn. Đi tới Bến Tre luôn. Rồi mốt mình đi mấy tỉnh khác nè. Dạ. Hiểu không? Không chịu. Bến Tre dạ. Hả? Ôi chú biết Bến Tre luôn hả? Con biết Bến Tre không? Bến Tre. Bến Tre hả? Từ Bến Tre. Từ Bến Tre. Từ Bến Tre là đi Bến Tre đó chú anh chị. Đừng bấm alo coi. Alo. Chú ơi. Ừ? Mà chú ơi có biết ở nước ngoài có xa không? Ở nước ngoài có xa không hả? Xa lắm. Phải 100 km mới tới hả? Trời ơi, hàng ngàn km đó đâu phải 100 km đâu. 100 km với 300 nữa hả? Ừ, đi ở ngoài phải đi máy bay á. Ủa chứ đi xe rồi đi lâu lắm hả? Ừ, đâu có đường, phải đi máy bay á. Ủa máy bay không cần xăng hả? Máy bay chạy bằng xăng, chạy bằng dầu. Chứ không phải máy bay chạy không hả? Trời ơi, chạy không sao động cơ vậy được con. À, như xe hơi mình cũng phải chạy bằng xăng nè. Thành muốn đi máy bay không? Ê, nhưng mà con sợ độ cao. Trời, sợ độ cao hả? Ôi, lên cao vui mà nhìn xuống dưới thấy rõ mà. Thấy hết luôn, thấy hết cảnh luôn. Nhưng con sợ. Con sợ hả? Nhỏ tới lớn con không có dám leo lên tới. Con alo coi. Con alo coi. Alo coi. Nó. Ủa alo. Alo. Không phải bấm chỗ này mới là alo nè. Đó kìa. Trời ơi nó giống nhạc chuông của bao. Alo chỗ alo. Ba gọi kìa. Ba gọi chưa? Alo. Tỉnh Bến Tre cũng gần đó chứ anh chị. Giống như là giáp với tỉnh Trà Vinh luôn á, nhưng mà phải qua cái con sông lớn thì mình qua cầu Cổ Chiên. Qua cầu Cổ Chiên là đã vào địa phận của Bến Tre à. Ui. Đó chứ anh chị. Cầu Bến Tre. Đi thẳng là Bến Tre. Chút xíu nữa mình lên cầu lớn lắm á Thịnh. Con đã từng lên cầu đó chưa? Đi chưa. Chút nữa con coi cầu lớn lắm con. Ủa cầu bự lắm hả? Ừ, đó bữa nay. Ủa chú ơi. Sao con? Trái đất của mình nó là tròn đó hả? Đúng rồi, hình tròn. Vậy sao mình chạy thẳng được? Ừ. Con muốn biết đó là mai mốt con học á, con gắng học thì là mốt con sẽ biết tại sao mình chạy thẳng được ha. Trái đất phải có mình. Đường thẳng để mình mới chạy thẳng được. Nhưng mà thì chắc là hình tròn. Trái đất là hình tròn mà. Hình tròn gì? Vậy sao mình chạy được? Bữa nay là ngày hai Tây rồi chú anh chị. Thì thấy anh chị ở Sài Gòn mà người ta về quê để dịp lễ đó. Thì hôm nay cũng thấy chở đồ này kia quá trời chú anh chị. Trở về Sài Gòn để làm tiếp công việc đó chú anh chị. Đứng ngắm cảnh chứ chị. Chú ơi, cầu bự đâu? Chưa con, chưa tới đâu, xíu nữa tới à. Đó, con thấy cô chú người ta đi lên Sài Gòn làm không Thành? Đó, okay. Người ta chở ba lô này kia quá trời kìa. Con có họ hàng. Con không có họ hàng à? Với con người họ hàng á. Không thấy không? Cô chú là ở Trà Vinh á, nhưng mà người ta phải đi làm xa nhà đó. Để người ta kiếm tiền á Thành. Dạ. Là nút hót. Là nút hót. Là nút hót đi. Hả? Là nút hót. Ô, làm chị hót. Làm không bùi chiên chị hót. Làm hót đi. Hót cái lốt. Con chú ơi, con gà lại đi. Con gà lại đi.
Dạ lại, dạ lại, lại dưới ha. Con để bên đó rồi con. Đây phải không? Rồi để em đi cho. Rồi để đây ha. Đây như con người xích vô tự không? Con tự vô không? Tự vô. Tới chưa? Tới chưa? Đó. Rồi thấy thạm thu phí rồi. Sao đâu có thấy? Cầu này. Đây, vậy con xích vào đây nè. Thành, con xích vào nè. Đó, đó, thấy không? Thấy chưa? Hay, hay anh em coi đi. Đâu vậy cho anh Thành vô ngoài giữa nè. Đó, thấy chưa? Dạ con chưa thấy mà con chỉ thấy cái xe tải à. Chưa con, mới cái này mới vô trạm thu phí thôi. Qua trạm này mới tới cầu nha. Dạ. Cái cầu cho chú. Đây người ta gọi là cầu Cổ Chiên đó Thành. Cầu này để bắt qua tỉnh Trà Vinh với Bến Tre đó. Nghe không? Từ từ Trà Vinh mình qua Bến Tre mình có một cái con sông lớn. Ủa cầu này á hả? Cái này là trạm thu phí. Trạm người ta thu tiền nếu mình qua cầu á, hiểu không? Dạ. Ừ. Con đứng lên coi đi Thành, đó đứng giữa đó không thấy vậy. Tụi biết chủ đứng lên coi cầu không? Con đứng lên coi cầu không? Ừ, Thành con đứng đó thấy rồi Thành. À, ta thú vị rồi Thành. Chú đưa tiền thấy không? Ủa còn chỗ đó chở gì vậy? Ừ, chỗ đó cũng là chỗ thu phí luôn. Ủa là chỗ đó dành cho xe nhỏ thu phí hả? Hay xe bự? Xe nhỏ xe bự gì cũng được hết Thành. Mà chạm cầu đâu chú ơi? Chưa, chuẩn bị tới rồi, chuẩn bị tới rồi. Ờ, thấy chưa? Đó, con nhìn từ xa xa, con thấy không Thịnh? Kìa. Thấy không? Phải dốc lên kìa. Con thấy chưa? Dạ. Đó. Sao? Sao mà dốc cao như vậy? Thôi, chuột. Chuột, chuột con mình sập tiền đó chuột. Con thấy cầu không kìa? Chuột. Thấy không? Sao cầu gì còn bự hơn trái đất như vậy? Trời ơi, cầu vẫn trái đất. Ủa chú ơi, trái đất có bự hơn cầu không? Trời ơi, trái đất bự lắm. Quay sập tiền đó. Đó, con thấy cầu chưa? Lần đầu tiên với Thịnh mới thấy cầu lớn vậy hả Thịnh? Dạ. Nhưng mà cái này là con chưa thấy người ta gắn cờ ở đây. Đây, mình đang ở trên cầu á Thịnh. Dạ. Ừ, quay chị khang kìa. Thấy sông lớn không? Thì sông lớn. Ừ. Mà đó. Ở dưới đó có cá mập với cá dồi không? Chú Huy cũng không rành nữa, chắc có Thịnh. Có cái mập là người ta đâu có xuống xíu bằng thuyền đâu. Thuyền là người ta bị cái mập nhảy lên rồi táp rồi. Con coi sóng quá trời Thịnh, coi nước ở dưới thế không? Dạ. Thấy sông đánh không? Là có cái dôi với cái mập á. Cái dôi là nó đập tôi ở dưới nước là ra sóng mà. À vậy hả? Để nó bơi mà. Ừ. À, con đố chú Huy nè, cái dôi với cái mập, con cá nào nó cứu người? Bữa hổm như có với Thịnh có giải thích cho chú Huy nghe rồi ta. Con gì? Con nào nó cứu người? Như là cái dôi gì á. Không phải. Không phải hả? Bởi vì con gì cứu người? À, cái dôi á là nó nhảy lên để để nó đánh con người xuống nước. Ôi. Chém máu đầu. Chú ơi. À, sao? Con lấy một con có bơm ôm được không? Đừng có nặng gì vậy. Có ôm bê mòn đó. Nè. Con này con vậy? Con này con bạch tuộc. Phải không? Phải bạch tuộc không? À đó chú ơi nè. Con bạch tuộc này. Ủa đâu rồi? Mặt nó đâu? Đây nè chú. Chú ơi. À. Bạch tuộc này với con. Cho ba hả? Thấy chú không? Ơi. Sao? Chú ơi. Sao? Mịt tuột với con cái dôi con nào thắng nó đánh lộn nhau á, con nào thắng bìm hết rồi chú ơi. Ừ? Con bìm nào đó. Thắng con cá dôi với con mịt tuột, con hai con đó đánh lộn với nhau con nào thắng? Chú Huy không biết nữa, để thằng nói chú Huy nghe coi. Con mịt tuột chứ nó có xích tu dài mà. Trời ơi vậy hả? Rồi cái dôi nó bự gấp mấy lần con mịt tuột luôn á.
nhưng mà cá voi chỉ có thể đè con vịt tuột. Đúng rồi. Con vịt tuột thì nó cũng có thể tung ra để cho cá voi té xuống nước. Ừ. Con vịt tuột này nó là dùng cái xích tu để nó đánh vào người cá voi. À. Xong cá voi bị bất tỉnh. À. Vịt tuột tung ra một cái gì ở ngay chỗ này nè chú ơi. Chất độc của con vịt tuột. Chất độc hình như nó màu đen không Thịnh? Hả? Chất độc vịt tuột á. Nó phun vô cho người con cá voi. Con cá voi nó chết. À rồi. Dạ con vịt tuột nó độc hơn. Ủa sao con biết nhiều cái gì Thịnh? Đó con coi ở đâu vậy Thịnh? Con coi trên truyền hình mà. Coi trên truyền hình nè. À. Nhưng mà con còn không biết chất độc đó có làm cái do bị ảnh hưởng không nữa. Đâu có, còn mở mắt nè, còn thức nè, được Doraemon ôm nè. Ốp yên đó, rồi. Chú ơi, qua cây cầu chưa? Rồi, tới cây cầu nhỏ nữa nè, là tới Bến Tre rồi Thịnh. Đó, con thấy bên kia không? Bên kia con thấy dừa không? Nên giờ là vô địa phận của Bến Tre rồi đó. À, cần phải lâu lắm hả? Ừ. Xíu nữa vậy. Chú ơi, chừng nào chú Huy mới chở con đi đó, đi Sài Gòn chơi với chú Huy. Con thấy cô chú xách ba lô đùm đùm đi lên Sài Gòn thật. Đó, kìa, dạ. Nhấp kìa. Con thấy rồi chú Huy. Chú Huy. Mà để bữa nào á chú Huy. Trên Pi con mới chọn lại rồi đó. Chú Huy có. Ừ, lần đầu Phật. Chú Huy không có công việc á, chú Huy lại rước con đi Sài Gòn chơi chú Huy 2 ngày rồi về nha. Trời ơi, đi Sài Gòn chơi hả? Chú Huy thấy chú Huy còn công việc của chú Huy nữa, đâu có đi được nhiều đâu. Chừng nào chú Huy được nghỉ á. Nghỉ làm một bữa hay hai á. Con muốn đi Sài Gòn chơi phải không? Dạ. Sài Gòn vui ha. Dạ. Ủa chú ơi. Ừ. Ông bà của chú có sống ở Sài Gòn không? Có chứ hả? Có là con lại thăm ông bà của chú. Ừ, lại thăm ông bà của chú hả? Ủa chú ơi. Con coi trên truyền hình là mắt con vịt tuột ở đây mà. À, vậy cái này là người ta thiết kế bậy rồi. Đúng không? Cái con gấu này người ta thiết kế bậy rồi. Ta thiết kế sai ha. Dạ. Thành con coi em buồn ngủ rồi Thành. Mắt liêm nhiêm rồi. Mắt liêm nhiêm buồn ngủ rồi. Mày coi có buồn ngủ không Thành? Không có. Em bậy. Ừ, bậy tao liền nè. Alo. Thôi. Mà lên luôn. Liền luôn. Ôi ơi, nó cười á, nó cười cho con nha. Chú ơi. Hả? Đố chú ơi nè. Con vịt tuột nó tung như bằng cách nào? À, rồi, nói chung nghe coi. Tung sao? Là nó tung vậy nè. Ừ. Để nó tung ra để rồi nó tung ra tiếp rồi xong rồi nó đi kiếm cái gì để nó săn mồi. Ừ. Chú Huy biết cách nó hạ mấy con vật khác bằng cách nào không? Không, nói chú Huy nghe coi. Nó dùng xích tu rồi. Ừ. Nó quấn lại hình tròn đó, rồi xong rồi nó bóp mấy con vật lại. Ừ. Con vịt tuột cá này nó còn dữ hơn nữa. Ừ. Nó còn ném mấy con vật ở dưới biển lên nước nữa. Trời ơi. Chú Huy ít coi tivi bởi vì chú Huy không biết nha. Bé Thịnh bây giờ được bà tặng cái tivi cái đừng nói tới ngày ở nhà coi tivi đi nha. Dạ. Trời ơi, tới ngày ở nhà coi tivi luôn hả? Dạ. Không có vừa giấc gì hết hả? Ừ? Dạ không phải. Con coi cứ giờ giấc là mẹ con kêu con ngủ là con làm cái này cái con lăn ra ngủ. À, là chừng nào mẹ mở cho coi mới coi phải không? Không. Ừ. Chứ con không biết xài tivi. À, ngồi tới con có bạn qua ngồi coi tivi với con không? Dạ không có. Không có hả? Gì con coi với em hả? Dạ không phải.
Mẹ con thì để con ở nhà. Rồi con coi, rồi con đợi mẹ con đi về. À, vậy là con ở nhà trọ một mình đợi mẹ, mẹ đi đi bán về hả? Dạ. Đúng phải. Là con, ai phân hả? Tôi. Sao con nhìn tấm bảng hồi nãy là con nhìn quen lắm vậy? Nhìn quen hả? Sao nhìn quen, đó? Nhìn tấm bảng nó giống. Giống ở mình đó hả? Giống tấm bảng ở ở chỗ hồi nãy. Ủa sao chỗ đó ngừng lại vậy? Đó, đèn xanh đèn đỏ không thấy không? Dạ. Đó, đèn đỏ là mình phải ngừng lại nha. Đèn xanh mới mới chạy tiếp. Dí mà. Đó, con coi cô chú vậy. Nhưng mà con giữ không được thì con ngồi đó nè. Mẹ con giữ giữ với chú nè. Đó con coi à. Coi cô chú chở ba lô gần quá trời rồi Thành. Chú ơi, con ngồi dưới dựa vô chỗ này con. Sao vậy? Dựa vô chú Y nè, dựa với em nè, em dựa chú Y nè. Cắn gì vậy? Dựa vô cắn gì vậy? Nó ngồi lên đây nè. Đây vậy chứ, chị ngồi ngồi mé anh không nè. Cắn cái này. Cắn này hả? Vậy chú Y kéo lên nè. Đó, rồi lên đây ngồi nè. Dạ thôi. Ai mà tự nhiên đi ngồi dưới đó Thịnh, lên đây. Lên đây con. Ngồi ở dưới đây á thì. Lên đây. Thôi. Coi chừng dặn á, lên đây nè. Lên đây ngồi nè, nhìn nè, chú Y chừa chỗ cho con ngồi đây nè, dựa vô. Con tính ngồi ở, ngồi ở trong đó. Rồi, dựa vô. Đó, bên đây đâu cắn đâu. Đó. Đó. À, ngồi xe chút, hai đứa buồn ngủ hết chú anh chị. Ừ, vô đây nè, con vô đây nè. Thôi nó kêu hoài vậy đó Thịnh. Kêu vậy sao ngủ? Kìa anh ngủ kìa, con ngủ theo luôn đi. Ngủ đi. À, lên xe có máy lạnh hả chứ anh chị? Trời ơi, tối mới nhạt gì ngủ hả ta? Nó quay tụi mục lắm. Nãy ngủ nhạc nãy hay á. Ừ, ngủ em. Mình chỉ mở để nghe thôi. Chú ơi, bắt con một tù đi. Chú ơi, không mang dép vô. Kể đi các bạn, ngồi xin nhé. Xin chào chú Y nè. Xin chào. Ừ, bỏ dép ra luôn. Đó. À, rồi, ngồi nhìn đường nè. Ngồi nhìn đường đi ha. Dạ. Lần đầu tiên được ngồi xe, ngồi nhìn đường đi hả? Ủa chú ơi. Ừ? Nãy giờ con ngủ à, con có thấy cái bằng nãy gần đó hả? Ủa như là nãy giờ con ngủ hả? Dạ. Ồ, ngủ được một giấc hả? Nãy hay dữ ta. Còn em thì chưa ngủ. Ừ, em mất đi nhiêu mà. Ủa
Ủa chú ơi, cầu này có bự không? Cầu ông Hiếu cũng nhỏ thôi. Bên kia người ta như ta cũng chuẩn bị làm thêm một cái cầu nữa rồi. Cầu đó có bự không? Con đã lại chạy lại coi cái. Ủa chú ơi, cái đó là dốc quá hả? Đúng rồi, dốc mình đang xuống nè. Ồ, là cái đó có phải cây cầu không? Hình như cây cầu nhỏ vậy á. Ừ, đúng rồi, cây cầu á, cầu nhỏ nha. Chứ không phải cây dốc hả? Ừ, cầu nhỏ đó có tấm bảng kìa, tao có để chữ không? Cầu gì? Nhỏ đó, cầu An Vĩnh. Tên cầu này là cầu An Vĩnh. Chú ơi, à, cầu này có bự hơn cầu nãy không? À, nhỏ xíu là hết rồi đó, hôm qua cầu rồi đó. Ừ, không mở nhạc này chút em ngủ nè. Ừ, cần thấy không vô cái bên tre thì cần thấy dừa nhóc không thành. Dừa là đặc sản của Bến Tre mà, bởi vì dừa nhóc luôn ha. Dạ. Đó, cây nào cây nấy cao quá. Anh chú ơi. Ừ? Con coi trên trận hình đâu có con, có cái con gì bự bự mà có giống chân bự đâu. Con gì bự bự với chân bự là con gì ta? Con ti ti á. Ừ? Con ti ti. Con ti ti vậy? Con ti ti mà ở trên trận hình người ta. Con thấy con đó ở trên trận hình. Ủa chú ơi, con đó có thiệt không? Con đó chỉ có trên truyền hình thôi. Chứ có thiệt là ở... bữa con suy nghĩ lại là ở... Ở sông Mã hả? Ở sông Mã hả? À chú ơi, Huy cũng không được rằng bên đó nữa. Bữa lần biết, bữa lần nói cho chú Huy nghe đi. Như là con đó ở sông Mã. Ừ. Chừng nào mới tới nơi vậy? Rồi ngồi xe vui mà, xíu nó tới nha. Rồi ngủ luôn đi. Con chỉ nằm thôi à. Ừ, nên em ngủ luôn đi. Phải. Mấy con? Phải. Ừ. Chừng nào mới tới vậy? Một xíu nữa tới. Sao lâu như vậy? Nãy giờ mình mới đi chưa được nửa tiếng vậy đó Thịnh. Ôi chú ơi, ừ? Bữa nay con được nghỉ á hả? Ừ. Bữa nay con được nghỉ học quá hả? Ừ. Quay đi mua cái thẹp. Ôi chú ơi. Sao con? Con đi với chú bây giờ có hết giờ đi bơi không? Ừ, chắc bữa nay con để xong rồi chú Huy dẫn con đi chỗ khu du lịch sinh thái, có chỗ bơi nữa, có chỗ tắm sình nữa. Nhưng chú Huy xuống tắm sình với con luôn nha, chịu không? Rồi, con chỉ thích chỗ bơi à. Xuống tắm sình cho nó đen rồi cho đen thêm luôn. Con thấy không, vô đường trong này đường nhỏ thành. Mình vô trong huyện rồi. Chú ơi, huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre. Mà xe taxi có vô được đường hẻm không? Được có. Ý coi là đường... con lên coi đường kìa. Mình vô đường nhỏ trong rồi. Đúng không? Thấy đường nhỏ không? Ý con là đường nhà chợ mẹ con có đường hẻm đó. Xe taxi này có vô vừa đường hẻm. Không, hẻm nhà chợ con nhỏ xíu rồi sao taxi vô được con? Ủa vô bị kẹt đó hả? Ừ. Chứ này cũng là lần đầu tiên Huy qua đây á chú anh chị.
chú Chiến khỏi cần hỏi đường luôn hả? hỏi chị Google à? Coi chừng chị Google dẫn đi luôn nhé. Thế nhị chị Google cũng chỉ bậy nhiều lắm à. Tính ra vô Quyền ở Bến Tre đường cũng nhỏ ta. Nhưng ra muốn nhỏ hơn Trà Vinh đó. Cái này là trường học hả? Ồ, trường mầm non thị trấn Mỏ Cày. Hôm nay chuyến thiện nguyện hơi đặc biệt nhưng các chú anh chị. Lần đầu tiên từ khi mà Quy bắt đầu làm thiện nguyện tới giờ á, thì có công việc làm ổn định á, với lại không có thời gian mà để đi ra khỏi tỉnh Trà Vinh để quay thiện nguyện các chú anh chị. Nhưng hôm nay Quy biết được một cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp, điện thoại cầu cứu giống như là cầu cứu Quy á chú anh chị. Thì cũng được sự đồng tình của cô Lê Văn Trương ở bên Mỹ cũng tài trợ kêu Quy qua hỗ trợ quay cho quay hoàn cảnh. Thì cũng sẵn chuyến là giống như là quay xong sẽ đưa bé Thịnh với gia đình đi giống như đi du lịch chơi luôn đó chứ chị. Sao bạn có ngoại được không? Hết ngủ chưa? Tính ngồi ở... Sao có chỗ nữa đâu ngồi? Ý con là con tính ngồi ở chính giữa. Ở giữa nào? Ngồi cái em cái gì? Ngồi cái em cái gì? Em mà đi. Em ngồi ở chính giữa rồi, sao không ngồi? Chuẩn bị qua cái cầu nữa thì hình. Đó, cầu nhỏ đó. Chứ không phải cầu bự hả? Cầu Mỏ Cày. Có bự không? À, cầu cũng nhỏ con. Bắc quan sông nhỏ, kinh nhỏ. Vậy là vực. Vậy đâu có còn cầu nào nhỏ. Ở đây cầu nhiều quá Thịnh. Cầu bên đây bên kia quá trời kìa. Bên kia có cầu nữa con. Thấy không? Kìa, có cầu nữa kìa. Sao nhiều vậy? Đã con muốn nhiều cây cầu. Nãy con không muốn nhiều cây cầu rồi. Nhưng mà ở đây người ta phải có cầu nó mới qua sông được chứ con. Không có cầu sao con qua được. Không? Ý con là con chỉ muốn một hay hai cầu đây. Người ta làm đường để mình đi giống cái đường đó. Rồi bé chuột được Doraemon ôm rồi buồn ngủ luôn rồi. Em được gấu bông ôm em ngủ rồi nè. Ngủ không con? Con ngủ không? Giật con ngủ không? Sao rồi cắt ở đâu? Cắt đó hả? Con thì ngồi dưới đó, đâu vậy? Sao đi ngồi ở dưới? Thôi lên đi. Lên đi con ngồi vậy ông bà la chú chết á. Nó cho con ngồi ở dưới vậy. Chứ ngồi lên đây. Ngồi cho anh này chặt cứng à. Chặt cái rồi chú Huy xích qua nữa. Đi xích vào đó rồi. Tính ngồi đó. Ngồi dưới chỗ đó à. Đó rồi. Chống chảy nè. Chặt đôi chặt. Tại thứ con nhỏ mới chặt đôi chặt. Giờ tụi mình qua tới đâu rồi? Trời, này, tới đó 39 cây nữa hả? Cái này cũng rộng quá trời ta. Cái này là của Quyền Mỏ Cày vậy ta? Đi lâu như vậy. Vậy là Quyền Mỏ Cày xong mới tới Chợ Lấp. Tính ra ở ngoài nãy từ đường lớn vô đây nhỏ kìa. Chợ Lấp đi thẳng. Thế trong này thấy đường cũng rộng chứ. Ủa có cây cầu bắc ngang nữa Thịnh. Bắc ngang như đường mình chạy dưới kìa. Kìa con nhìn trước kìa. Thấy không? Có cầu ở trên đó. Xe đang chạy thấy không? Ngủ nữa rồi. Quải quá gì vậy? Đó, cầu bự quá. Chạy dưới cầu luôn. Ủa chú ơi, chừng nào mình mới chạy trên cầu? Nè. Sao có nhiều cầu vậy chú ơi? Ủa, tại ở đây sông nhiều con. Sông nhiều phải nhiều cầu mới đi được nha. Đi
Ở dưới có chỗ đường để đi ngang mà cần gì phải làm cái cầu ở trên nữa. Tại vì nó hai đường khác nhau, đúng không? Hai đường khác nhau, ta đâu có đi chung một đường được. Đâu phải cái cầu ở trên để ta đi cái đường khác. Mình đi thì mình đi đường khác. Con chán người ta. Bệnh viện đa khoa khu vực. Con chán người ta mất ngày tối ngày người ta làm ra mấy cái cây cầu không. Mai mốt con lên làm bộ trưởng bộ giao thông đi rồi con. Mốt lên làm bộ trưởng bộ giao thông hiện tại á, con bỏ mấy cái cầu hết luôn, con làm đường hết luôn ha. Được không? Được không? Con gắng học rồi gắng học giỏi đi. Tới nơi chưa vậy? Chưa, con xíu nữa. Ôi trời. Đó, trúng đầu không? Nhất đầu muốn chết một lâu quá. Chịu dân khách mình thu gỗ luôn rồi. Nói bài cô chú. Dạ rồi, mến chào quý cô chú anh chị. Thì hiện tại nãy giờ chắc cũng vượt hàng trăm cái số chứ anh chị. Thì bây giờ quý đã đến được địa điểm gần tới hoàn cảnh rồi. Đậu xe vô đây đi ạ. Dạ. Ơi. Đó, có cô bên con nữa Thịnh. Con chào cô chưa? Chào cô. À, rồi. Vậy bây giờ thì Huy hẹn gặp lại cô chú anh chị ở cái video tiếp theo nha. Video này Huy sẽ xin phép lại tại đây. Rồi, con bye bye cô chú đi Thịnh. Bye bye cô chú, hẹn gặp lại cô chú anh chị đi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị xem video tiếp theo. Khác. Ừ, rồi bye bye cô chú anh chị nha. Bye bye. À.